Đây, đúng là La Cha đấy. Này, sao lúc nào mày cũng đau búa vậy? Dạ, bố ngu dạy ta đánh nhau, chỉ đụng như này thôi, không đánh như này được. Thế bây giờ nhá, mày cứ dạy như này đi, đảm bảo sẽ thắng. Ừ, được, thế chơi tiếp nhá. Chơi tiếp đi. Một, hai, ba. What? Bọn nó chơi cái gì vui thế nhỉ? Mày với tao ra chơi đây. Ôi, mày ngu à? Ra để lộ hết à? Ừ. À, chơi rồi. Sao? Tao chơi vui mà. Sao? Tôi bảo vệ đi mất vui đây. Các người vui với tao có vui đâu. Thế bây giờ thì chơi cái gì? Bây giờ á? Ăn kẹo. Thôi, mày đi về đi. Thôi, về đi. Tiền đâu giúp em mua kẹo cho mày. Đi về. Về đi. Bố nghiêu cầm roi tao kìa. Đi về. Về. Đi về. Trời, cái gì cũng thua luôn đấy. Ôi, mày với tao cứ ngồi đây mãi thì làm sao bắt được bọn đá cha. Mày ngu lắm. Hả? Cứ ngồi đây chờ xem chúng nó sơ hở thì mình mới làm được việc. Nhưng mà ba chúng nó cứ ngồi với nhau thế kia thì làm sao mà sơ hở được. Cứ yên tâm đi, để tao tính đã. Đợi thôi, về. Ngồi về nhà chán. Ở lại đây chơi tuần bị bắt nạt thôi. Chứ đi về rồi bố ngủ. Này, cho ba anh em mình nữa. Chứ mày chưa? Chơi. Chơi nào. Một, hai, ba. Chúng mới làm gì đấy? Ngu gì mà chơi với anh. Chơi với anh để anh đánh cho to đầu. Ai, tao có cách rồi. Anh gì? Mày hãy biến thành con Hoàng Nhi để trả chỗ nào bọn kia đánh vào chúng nó. Ừ, ý hay được không? Được. Ê, đi tao biến này. Sao mày lùn thế? Chứ tại con bé này nó lùn mà. Nhìn tao giống chưa? Giống chưa? Giống ạ. Nhưng mà tao thấy thiếu cái gì ấy. Thiếu cái gì? Đầy đủ bộ phận thứ hai mà. Nhìn thấy chưa? Cũng đầy đủ lắm. À, đúng rồi. Lơ. Bò phải đeo lơ. Đúng rồi, bò phải đeo lơ. Đấy, được chưa? Đúng rồi. Mày quay lại kia, lừa chúng nó đi. Ok, để tao. À, đi thì đi lại. Tao quên. Chết với tao rồi. Hả? Hồng Nhi. Sao mày không về? Mày lại đem gì? Không có kẹo đâu. Không có kẹo đâu. Ta không cần kẹo nữa. Ta đến đây chơi với các người. Chơi á? Này, nó lại thích đúng sừng đầu ạ. Vai chơi. Nghe mà đây. Đây. Nào. Một, hai, ba. Sao sai cái gì nhỉ? Chơi lại, để thử thôi. Lỗi kỹ thuật. Chơi lại. Một, hai, ba. Tao lại thắng rồi. Ván này không tử đâu đúng không? Các người chơi như nào? Tôi hết rồi. Giờ nó chưa giỏi thế nhỉ? Nó đỏ thôi, đen quên đi. Tất cả giờ hết kéo nhá. Xong chơi, chơi đây. Xong rồi, chơi. Nào. Một, hai, ba. Ta lại thắng rồi. Mang cái đầu đây. Làm gì mà lâu thế nhỉ? Chết rồi. Tao này mày chơi quên nhiệm vụ rồi. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ôi,
đúng không? Ừ, đúng rồi. À, không có gì. Nhưng mà chơi như này chán lắm. Chơi phải có thưởng cơ. Thưởng cái gì? Mày lại bắt mua kẹo cho mày cái gì? Không có tiền là mua kẹo đâu nha. Không, không lấy kẹo đâu. Chứ là cái gì? Bây giờ nhá, nếu mà ta thắng ý, ngươi phải cho ta mượn vòng cắn không một ngày. Còn mà ta thua á, ta cho các ngươi ăn đầu tiên thoải mái luôn. Chơi luôn. Chơi cái gì mà chơi? Thế là vòng gạt khôn của em chứ. Của mày hay của tao? Mà nó chỉ mượn nó có đấy luôn đâu. Chơi. Một, hai, ba. Ta thắng rồi. Vòng gạt khôn đâu? Để ta mượn. Thôi đưa nó đi, hự cái gì. Thôi được rồi, đợi tao một tí. Này, ta đi đây. Nhớ giữ tiền cẩn thận nhá. Nhìn thằng này ngu thế mà cũng làm được việc ấy chứ. Hey, hey, bắt đây con à. Tao quên mất. Tao lấy được vòng rồi này. Vậy đấy. Bọn nó như nào? Toàn thua tao hết. Đúng rồi, bây giờ tao với mày ra trả thù nó. Được, đi rồi. Ôi, từ từ. Mày biến lại hình dạng bắt đầu đấy. Mày tính theo này, tính theo này. Đi rồi. Em bỏ tiền hạ không đối thủ. Anh có xưng đầu anh đổi kìa. Dạ anh ấy, em có mất luôn cả vòng thế này. Thì nó bảo ma trả gì nữa. Ra ra kìa. Đông à, bọn yêu quá chúng mày đến đây để tự nộp bà à? Hả? Dành con nào cái kia. Hôm nay nó sẽ trả lại mối thù năm xưa. Đúng, phải trả thù. Khẩu khí to thế nhỉ? Khẩu khí là cái gì? Mày gọi là mày to mồm thế nhỉ? Những cái loại giang hồ ngoãm. Chúng mày định làm gì tao? Dành con, hãy sắp đây. Ui, nó có phép kìa. Mọi người lùi lại, đấy em. Thua. Ta lại sợ các ngươi quá cơ. Đúng rồi, mày cho nó biết, thế là ra cha đi. Cái bọn tiểu yêu này. Hạt tiêu, phản đòn đi, nhanh. Em không có vào gần không. Ờ nhỉ, tao nhìn cầm mất rồi. Thôi, cố gắng cầm cự đi. Bố mua thật là keo kiệt. Kẹo mua cũng chẳng mua, bắt mình ăn bánh. Sao ai giống bọn nó cha ấy nhỉ? Sao lại đánh nhau ở đây? Này, hôm nay lại đánh nhau ngay. Thôi bà Nhi, giúp tôi. Thôi bà Nhi, con còn khôn đâu? Con giả ra hạt tiêu. Vòng cần khôn người về mượn ta đấy. Ta mượn bao giờ? Ta có bao giờ dùng vòng cần khôn mà mượn điều. Người vừa mượn ở ngoài kia xong rồi. Không. Rõ ràng là ba chúng ta cho người mượn vòng cần khôn. Bây giờ người lại bảo không có là sao? Không, người nhầm rồi. Tôi vừa về nhà lấy được hai cái bánh này này. Lấy vòng cần khôn người làm gì? Không phải tìm đâu. Nó đang ở trong tay ta rồi. Mày xem đây. Mày và tao. Thì ra là các người dám giả danh Hồng Anh Nhi để lấy chiếc vòng của ta. Kìa Hồng Anh Nhi, nó giả danh người bồi xấu người đấy. Đánh vào nó. Vòng này bị đều à? Để tao thử nào. Sao được? Tao quên nói cho người biết. Cái vòng ấy chỉ có tao mới giúp được thôi. Hồng Anh Nhi. Dám nhận với ta. Vào cần khôn. Vào cần khôn của ta. Vào cần khôn đi rồi. Để chua, ta bảo rồi là ta không lấy. Thế được rồi. Xin lỗi. Ok nhá. Bây giờ đi mua một cái kẹo đầy cho nhá. Không. À ừ có. Wow.
lượng về đánh cắp giấc mơ. Mày sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây, không bao giờ thoát ra được đâu. Không ổn rồi, mình phải dùng thiên lễ nhãn rồi. Mọi người mau thả tôi ra. Đâu đâu. Tôi xin bà hãy thả tôi ra. Mày nằm mơ à? Nó đang mơ mà. Từ từ. Thằng Tiêu, từ đâu, cậu có sao không? Các người, mau thả bà tôi ra. Na cha, mày nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Bà muốn gì? Nếu mày muốn cứu nó thì để cái mạng của mày lại, tao sẽ thả nó ra. Hả? Bị sao nhỉ? Ê, Hà Tiêu. Anh Trung. Bạn mày không muốn cứu mày nữa đâu. Mày sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn. Không, không phải như thế. Hà Tiêu sẽ không bỏ tôi đâu. Hà Tiêu. Anh Trung. Mày bị làm sao như người mất hồn đấy. Mày còn đồ động nữa, ngủ như chết đấy. Không ổn rồi anh ạ. Đồ động bị đánh cắp giấc mơ rồi. Em phải vào cứu đồ động. Gì? Đánh cắp giấc mơ hả? Vâng, đúng rồi anh ạ. Đầu đó đang bị trói lên mấy. Nếu mà không cứu kịp thì có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Thế à? Vậy thì đi cứu lên đi. Đi luôn đây. Ê, cho anh đi với. Được rồi, đi. Anh ơi, đâu? Này. Mấy đứa ơi. Bọn này làm gì ngủ như chết thế nhỉ? Đâu? Hả? Đâu rồi? Rõ ràng hôm nay là có người ở đây mà. Đi. Anh tìm cái gì đấy? Mày có chắc chắn là chỗ này không? Em chắc. Lúc nãy em còn ở đây để nói chuyện cơ mà. Thôi rồi, mày tìm xung quanh đi, để tao ở đây điều tra. Ừ, anh ở đây đi. Đây là trách nhiệm của đồ động mà. Dấu chân. Chắc chắn chỗ đi hướng này rồi. Tại sao không tìm thấy dấu vết gì nhỉ? Đồ đậu. Anh Trung. Đồ đậu, em có sao không? Em không sao, anh mau chạy đi. Anh mau chạy đi. Có ai đâu mà chạy. Anh mau chạy đi. Anh mau đi. Sao phải đi? Anh đi. Mau bắt lại. Yes sir. Anh Trung ơi!
là mày biết tay. Đừng nói nhiều. Anh Trung, đâu đâu? Anh Trung. Anh Trung có sao không? Không, sao? Anh có sao? Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Đâu đâu, có sao không Thạch Liêm? Anh Trung, anh cảm ơn hai người nhá. Không có gì đâu. Không sao, tốt rồi. Chạy cầu gì đấy? Anh giảm béo thì anh chạy nhanh đi. Em chỉ đi cho vui thì vui cái gì? Tập cho nó khỏe chứ. Anh tưởng mình có phép thuật xong rồi mày không tập tành gì à? Anh nhìn người em xem có khác gì con mắm không? Tập nữa để mà thành con củi à? Có sức khỏe có tất cả. Hơi sức khỏe không có gì. Không cho tao. Ô. Có sức khỏe là có tất cả. Không sức khỏe là không có gì. Hơi hơi. Mày không có tâm vào. Có sức khỏe là có tất cả. Có sức khỏe là không có gì. Hey, hey. Không sức khỏe. Không sức khỏe là không có gì. Yêu quái. Đâu? Mày bắt tao rồi. Mày ăn sống đi. Mày sẽ không nói nó. Em ở đây rồi, yên tâm. Đi tiếp. Đi. Có ai đây nhỉ? Ai biết được, đi về. Lại một con nữa. Không biết hôm nay là ngày gì, mà là yêu quái thế không biết. Ôi trời, mày quá. Tự bắt tao đi cơ. Đi. Gì ở cửa nhà tao? À, mày không nói à? Cho tao trở đây. Để em. Rồi. Mày nhìn nó xem, có thể giống ai không? Yêu quái. À. Quần. Vẫn là yêu quái. Nhận này. Vẫn là yêu quái. Cái mặt thân của nhất của mày là con nào? Nó còn đụng đấy. Ui, đúng là đầu đầu rồi anh ạ. Này đầu đầu ơi, có phải là cậu không? Ơ nhưng mà, tại sao đầu đầu lại biến thành yêu quái nhở? Tao không biết. Mày nhốt lại. Nhốt lại nhá. Ô, mày biến đi đâu rồi? Em biến vào trong nhà rồi. Ui, ông nhà xem này. Mấy đứa đâu bị sao nhỉ? Em nghĩ mà mình bị đứa tất cả mọi người đều bị. À, mày dùng thiên nhát xem nào. Tất cả mọi người đều biết thế có vật rồi. Vậy thì chờ gì nữa, mày mau đi tìm nguyên nhân đi.
Được rồi, để em. Anh dừng nó đi. Ok. Này, mày mau đi tìm nguyên nhân đi. Em nghĩ chắc chắn những điều này là do một phù thủy gây ra. Để em đi hỏi bà ta. Ừ, đi đi, để tao nhặt chung đầu động. Công độc của ta đã thành công rồi. Ta sẽ hủy hoại cả thế giới này. Phù thủy chính là bà. Nói ra, chính bà đã gây ra những chuyện này. Là ta thì sao? Mày đã đến quá muộn rồi. Tất cả mọi người trên thế giới này sẽ đều là nô lệ của ta. Phù thủy, bà đừng hòng đạt mục đích tiêu diệt bà. Mày có tiêu diệt tao thì cũng không thay đổi được gì đâu. Phù thủy, bọn nó rút tỏi đây. Nếu không thì cái mạng rào của bà không giữ được đâu. Mày đừng có hòng. Phù thủy, đi nhanh đi. Huh?